Xin chào tất cả mọi người, hôm nay mình sẽ đi bắt bông thùa và bắt gọi là con bông thùa ấy, con gọi là sâm biển ấy. Thì đây mình có phát hiện đây là một con sâm biển này. Đấy, mình nhìn thấy không? Đây. Sâm biển này, cực kỳ tuyệt vời luôn. Đấy, quá tuyệt vời luôn đấy mọi người. Đấy, sâm biển này cực kỳ to nha. Bây giờ là mình bắt nha. Sâm biển mọi người nhìn thấy không? Để dưới cái nắng 40 độ nhưng mà nay mình phát hiện được một sâm biển cực kỳ to luôn. Sẽ bắt cho mọi người xem nha. Cái này bắt là nó thu được. To lắm. Đấy mọi người. Giờ sâm biển nha mọi người, bông thùa đấy, bông thùa gọi là sâm biển đấy, có đúng luôn, có đã. Đây mọi người, lang thang lại bắt tiếp tục được một con ốc nữa, con ốc này là con ốc gì đây, nó thuộc vào con đó. Tiếp tục phát hiện, thì nước xuống, thì chiều xuống thì nước đến xuống rồi, thì cái con bông thùa này nó nằm ở như vị trí như cát như này. Nổi lên đấy mọi người, đấy, cái rau của nó là mọi người nhìn thấy nha, rồi cái là nó thụt xuống này, đây là đào lên này, đấy, ăn có chân ăn sâu lắm. Sâm biển nha mọi người. Đấy. Con cua đá này. Cua đá này mọi người. Đấy. Cua đá này thật ngon luôn. Cua đá này không có cần. Này là nước biển cạn nha mọi người. Đấy, hiện tại là đang nổi hết nửa cái cục này. Đấy, các cua đây đang đi bắt đây. Mình nhìn thấy này, một con bông thùa đang bắt một con cá này. Đây, cái đầu con cá này, cái bông thùa nhỏ này. Nó đang ngậm một con cá đây mọi người. Đấy, mọi người thấy không? Xuống biển là có đồ ăn rồi đấy, quá tuyệt vời. Con thùa này, đấy, sâm biển này, nay là cực kỳ nhiều luôn mọi người đấy, con nửa xòe ra này, đi thấy chưa, đã chưa, quá đã luôn. Đây, đấy. Quá tuyệt vời, một con ốc. Ốc này nó có một cái con gì nó bám trên con ốc này này. Con này hơi lạ tí. Thôi bắt hết, bắt tất. Đồ biến mà. Đây mọi người. Đây. Con này quá to luôn. Ôi giòn ôi. Nó to. Đấy, chả quá đá. Con thua đấy mọi người. Bông thùa gọi là sâm biển nha, gọi là sâm biển nha, có người gọi là bông thùa, người gọi là sâm biển cũng được nha mọi người. Đấy, mọi người nhìn thấy không, quá đã luôn.
nó đánh tôi hết rồi. Đấy. Nó có mấy con to luôn. Đó hết rồi. Bác bắt con gì đấy bác? Sò. À, sò. Sò với vẹm. Đá mới bằng người. Chơi này. Nước biển xuống này, mở ra những cái mô đá như này này, đấy, đảo này, mọi người đang đi đánh bắt ở ngoài đây này, để bắt con sò, con vẹm này, còn em thì đi bắt bông thua, bắt được một con vẹm và bông thua rồi, thì hiện tại bây giờ em đang phát hiện một con bông thua mới này, đây, nằm dưới đây này, bác có nhìn thấy không, đấy, chắc là nhìn không rõ mấy đâu, nhưng mà bác cố gắng nha. Sâm biển đấy mọi người, đấy nhìn nó như này này, ấy sâm biển đấy, thấy chưa? Thụt 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 đấy, nhìn sướng không? Quá đã. Này hiện tại em lại phát hiện tiếp một con bông thuần nữa mọi người ơi, sâm biển nữa này, nhiều nay nước xuống ấy, nhiều sâm biển lắm nha mọi người, đây này. Mày nhìn thấy không? Con sâm biển nó to này. Đấy. Đấy, to lại này. Nào. Đấy, dài mọi người ơi, dài ơi này. To đúng vật vã luôn này. Có đá mọi người. Nhìn thấy em nó to không? Đấy. Đá không? To vật vã luôn. Dài. Đây bằng bàn tay, quá ok. Nhưng mà cái giống này là nó to như này, nhưng mà khi mà bắt nó lên là được một lúc là nó nhỏ lại nha mọi người. Thì nó tự nó thuận nước ra nó nhỏ lại nha. Thua đấy. Quá đáng.